xin tất cả các bạn, từ hôm nay mình sẽ giới thiệu đây là lô mồi câu, và hôm nay mình có ở đây tất cả là 96 mã mồi câu, và giá mình bắt trên video này là chưa bao gồm phí ship. Ship của Tùng Quốc bên mình thì vẫn là 30.000 một đơn, và các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ở đây mình có mã số 1 đầu tiên. Mã số 1 đầu tiên ở đây mình có là một con cá voi lưng gù. Con này là dòng của đây. Tên của nó là dòng của carbon. Kiểu dáng nó là như thế này. Con này thì bên trong có viên mi chì màu xanh thì nhỏ. Con này nặng là 7 gram, có giá là 50.000 mã số 1 nha. Đây nó có vài vết nổi sơn này. 7 gram giá 50.000 mã số 1. Tiếp theo là mã số 2. Số 2 đây mình có là một con cá như thế này. Con này thì thìa dài hơn, lưng màu cam, thân nhiều màu. Bên trong có viên mi chì. Con này nặng là 8 gram, có giá là 70.000 mã số 2. Mã số 3 mình có con cá kiểu dáng như thế này. Con này của Woody Bell. Con này thì nặng là 7 gram, không có thìa nha. Nặng 7 gram, có giá là 70.000 mã số 3. Mã số 4 thì mình có là một con cá voi lưng gù. Kiểu dáng nó là như thế này. Con này thì có thìa vuông. Bên trong có viên bi chì. Con này nặng là 7 gram, có giá là 60.000 mã số 4. Mã số 5. Mã số 5 ở đây mình có là một dòng Rangy Baby Racing 90S. Con này dài 9 cm. Con này thì ở trong nó là có, ở trong của nó, thân của nó là có sắt nha các bạn, có chì. Có chì nặng. Con này nặng là 20 gram, có giá là 80.000, đầu hồng thân trắng. 80.000 mã số 4, số 5. Tiếp theo mã số 6. Số 6 đây mình có là một con Minnow của Rabala, Rabala Phần Lan này. Màu sắc kiểu dáng là như thế này. Con này thì nặng là 17 gram, có giá 130.000 mã số 6. Dòng của Rabala thì mồi rất là nhạy nha. Mã số 6 giá 130.000, dòng là lua gần lua chẽm. Tiếp theo là mã số 7. Số 7 ở đây mình có là một con cá như thế này. Con này thì thìa dài, màu xanh như thế này, màu xanh lưng màu đen. Con này nặng là 8 gram, có giá là 70.000 mã số 7. Tiếp theo mã số 8 ở đây mình có là một con Vibration, dòng này là dòng Yaga SB60. Bên trong có viên bi chì, màu sắc như thế này, mắt lòi nha. Con này còn rất là sáng đẹp, nặng là 10 gram, có giá 70.000 mã số 8. Mã số 9 là mình có một con cá voi lưng gù thìa vuông. Màu sắc của nó là như thế này. Bên trong có tiếng chuông. Con này nặng là 8 gram, có giá 70.000 mã số 9. Tiếp theo là mã số 10. Số 10 mình có con này là con Vibration S của team Daiwa. Con này là bên trong nó có dạng chì miếng. Nặng là 18 gram, có giá là 80.000. Màu sắc thì còn rất là đẹp nha. 18 gram, có giá là 80.000 mã số 10. Tiếp theo là mã số 11. 11 thì mình có con này. Con này thì thiều, nó là dạng thìa tròn như thế này. Đầu đỏ, thân màu trắng. Nặng là 15 gram. Con này nặng 15 gram, có giá là 100.000 mã số là 11. Mã số 12 thì mình có con này, dòng cá voi lưng gù này. Con này là của Metallic Bass Hunter, thìa tròn như thế này. Thân của nó là bầu bầu như kiểu dáng con cá nóc các bạn. Bên trong có viên bi chì. Con này nặng là 10 gram, có giá 50.000 mã số 12. Ngoại hình thì có sườn xước nha, 50.000 mã số 12. Tiếp theo mã số 13 mình có một con Vibration. Con này thì bên trong có tiếng chuông nhỏ. Nặng là 9 gram. Nặng 9 gram, màu vàng chanh như thế này. Có tróc sơn phần đầu này. Nặng 9 gram, có giá là 50.000 mã số là 13. Tiếp theo mã số 14. 14 thì mình có con này. Con này là của team Daiwa. Con này thì bên trong có tiếng chuông nhỏ. Nặng là 11 gram, có giá là 70.000 mã số là 14 nha. Nặng 11 gram, giá là 70.000 mã số 14. Tiếp theo mã số 15 mình có một con cá voi lưng gù. Con này bên trong có chì tống, thìa nó là thìa tròn như thế này. Màu sắc này. Con này nặng là 10 gram, có giá là 70.000 mã số là 15. Chỗ này là dính bẩn nha các bạn, đây dính keo. Đó. 10 gram giá 70.000 mã số 15. Tiếp theo mã số 16, ở đây mình có con này là của Mingy Floating, dòng Minnow nhỏ nhẹ. Kiểu dáng nó là như thế này. Con này nặng là 7 gram, có giá là 60.000. Ngoại hình thì nó có tróc sơn nhỏ nhỏ nha các bạn. Đây, có sơn xuống nha. 7 gram giá 60.000 mã số là 16. Mã số 17 thì mình có con này là của Team Daiwa. Con này thì dòng Vibration. Bên trong có viên bi chì.
Nặng là 12 gram, có giá là 80.000, màu sắc thì còn rất là sáng đẹp. Giá 80.000, mã số là 17. Mã số 18 ở đây mình có con này là của Rabala. Hàng của Rabala Phần Lan. Kiểu dáng là như thế này. Thì là như thế này các bạn. Màu xanh, thân trắng. Con này nặng 12 gram, có giá 130.000, mã số 18. Tiếp theo là mã số 19. 19 ở đây mình có là một con cá ba khúc nhỏ. Đây, nó là dạng ba khúc như thế này. Con này thì nặng là 7 gram, có giá là 90.000, mã số là 19. Con này thì nó có một vết tróc sơn ở đây nha. Giá 90.000, mã số 19. Tiếp theo là mã số 20. 20 thì mình có con này. Thân của nó là kiểu dáng hình hộp như thế này. Thìa của nó là thìa, đây, thìa như thế này các bạn. Bên trong có viên bi chì. Con này nặng 15 gram, có giá là 70.000, mã số là 20. Còn rất là sáng đẹp nha. Tiếp theo mã số 21. 21 thì mình có là một con tim đai hoa. Con này là con tim đai hoa, hàng dòng VB Racing. Con này thì không có viên bi, nó ở trong nó là dạng chì miếng chứ nó không phải là có viên bi chì. Có tróc sơn phần miệng xíu như thế này. Đây, phần đầu này, tróc sơn. Đó. Màu sắc thì còn tương đối sáng, chỉ có tróc sơn phần đầu thôi. Nặng 18 gram, con này có giá là 70.000, mã số là 21. 70.000, mã 21. Tiếp theo mã số 22 thì mình có một con cá sắt dùng để câu lua, lắp lua chẽm. Hàng này là của Daiso Japan, con này là sản xuất liên doanh. Daiso Japan này. Daiso Japan là công ty được thành lập ở Hiroshima nhưng mà là dòng liên doanh, thì sản xuất ở Trung Quốc. Con này là nó là dạng lưỡi lua chẽm, lua lóc như thế này. Nó là màu của nó là màu được phủ một lớp inox bên ngoài nha các bạn. Đó. Con này nặng là 14 gram, có giá 70.000, mã số 32. Mình nhầm mã số 22. Tiếp theo mã số 23. 23 ở đây mình có là cũng của một con mồi của Daiso, nhưng mà dòng này là dòng metanjit, là dòng dùng để câu jit nha. Con này thì màu của nó là màu tím và màu trắng đan xen như thế này. Và cái khúc màu trắng này là trắng dạ quang nha các bạn, nó sẽ dạ quang vào buổi tối. Thân của nó là kiểu dáng hơi tròn tròn như thế này. Đó. Con này nặng 40 gram, có giá 70.000, mã số 23. Tiếp theo mã số 24 thì mình có con cá như thế này. Thiều nó như thế này các bạn. Con này thì dài, thân kiểu dáng rất là lạ. Bên trong có viên bi chì, con này nặng 12 gram, có giá là 70.000, mã số 24. Mã số 25 thì mình có con này, thì dài, màu sắc như thế này. Bên trong có viên bi chì, con này nặng 7 gram, có giá nặng là 8 gram, có giá là 70.000, mã số 25. Mã số 26 mình có một con cá voi lưng gù, con này lớn hơn một xíu. Bên trong có chị Tống, con này nặng là 13 gram, có giá là 70.000, thì rất là như thế này. Nặng 13 gram, có giá là 70.000, mã số 26. Tiếp theo mã số 27, mình có một con đầu đỏ thân màu vàng nâu như thế này. Con này là hàng của Ken Blue Ocean. Thì nó là như thế này các bạn, kiểu dáng này. Dòng này là dòng đũa để lua chẽm. Bên trong có chì tống, con này nặng 15 gram, có giá là 80.000, mã số là 27. Ngoài hình thì nó có tróc sơn như thế này. Tiếp theo mã số 29. 29 ở đây mình có là con này là dòng short water của team Daiwa. Đây, team Daiwa. Con này là dòng ở trong nó là dạng ở trong nó là có một miếng chì khá là nặng. Ở ngoài nó sẽ bọc một lớp nhựa như thế này. Kiểu dáng nó là như thế này các bạn. Con này thì nặng là 33 gram, có giá là 80.000, mã số là 28, có tróc sơn phần miệng. Đó, còn lại còn khá là sáng này. Giá là 80.000, mã số 28. Mã số 29 thì mình có làm con cá có nhiều khúc. Con này thì khi câu dưới nước thì nó uyển chuyển giống như cá thật. Nặng là 21 gram, con này có giá là 140.000, mã số là 29. Còn rất là đẹp nha. Tiếp theo mã số 30 là mình có một con cá hai khúc. Con này là hàng của Rabala Phần Lan. Dòng kích. Đây, dòng này là dòng cao đao. Màu sắc của nó như thế này, thìa nó như thế này các bạn. Màu của nó là màu trắng sữa, có vết tróc sơn bóng bên ngoài. Con này là một con cá hai khúc, nặng là 16 gram, có giá 130.000, mã số 30. Mã số 31 thì mình có con này là dòng minnow, dùng để lua lóc, dùng để lua chẽm, lua gờn. Màu sắc của nó là như thế này. Con này thì có 3 lưỡi nha. Bên trong có viên bi chì, nặng 16 gram, con này có giá 130.000, mã số 31.
Mã số 32 thì mình có con tương tự. Con này thì đầu đỏ, thân màu ánh bạc như thế này. Thân của nó là dạng mà dòng thân ngũ sắc có nhiều màu. Đây là có ánh ngũ sắc như thế này, đầu đỏ. Con này thì nặng cũng là 16g, cũng có giá là 130.000, mã số là 32. Tiếp theo mã số 33 thì mình có một dòng Blue Gold. Con này là kem Blue Ocean, thiều của nó là như thế này. Con này thì bên trong có viên có chì tống nha. Con này nặng là 20g, có giá 170.000, mã số là 33. Mã số 33. Tiếp theo mã số 34, mình có con này. Con này là dòng của Corel nội địa Nhật. Đây, tên của nó đây, Corel nội địa Nhật. Thiều nó là như thế này các bạn. Màu này là màu trắng gương, trên lưng của nó là màu đen. Con này nặng là 16g, có giá 140.000, mã số là 34. Con này thì khá là dài. Con này là dài 14cm nha. Tiếp theo mã số 35 mình có một con tương tự. Con này thiều như thế này. Màu sắc của nó là trắng gương, trên lưng của nó là màu xanh. Con này nặng là 16g, giá 140.000, mã số 35. Ba lưỡi nha. Dòng ba lưỡi câu gần. Mã số 36 mình có con này của Rabala Phần Lan. Con này thì lưỡi cực kỳ lớn. Con này thì dài. Dài à? Con này dài 16cm. Nặng là 21g, có giá 180.000, mã số là 36. Tiếp theo mã số 37 thì mình có là một con cá ba khúc. Nhớ này. Con này thì màu sắc rất là đẹp nha. Đây. Mắt rất là sắc sảo này. Con này là một con cá ba khúc. Nặng là, quên ghi cân nặng rồi. Con này nặng là 25g, có giá là 170.000, mã số là 37. 25g giá 170.000, mã số 37. Tiếp theo mã số 38 mình có một con dùng để câu cá nhồng. Nặng là 26g, con này dài 18cm, thân tròn nhỏ nhưng mà dài nha. Bên trong có viên mi chỉ rất là nhiều, màu sắc như thế này. Ba lưỡi. Con này nặng là 26g, giá 150.000, mã số là 38. Mã số 39 thì mình có một con tương tự. Con này thì lưng màu đỏ, bên trong có chì tống. Nặng 26g, giá 150.000, mã số 39. Tiếp theo mã số 40, mình có con này là dòng BB Racing, hàng nội địa Nhật. Đây. Con này là còn nguyên hộp nha các bạn. Nặng là 14g. Nặng 14g, bên trong có viên bi chì. Giá là 80.000, mã số 40. Màu sắc của nó là như thế này. 80.000, mã số 40. Tiếp theo mã số 41 thì mình có là một con nhái hơi. Con này thì có tua rua ở đuôi như thế này, hai lưỡi màu trắng. Nặng là 16g, giá 140.000, mã số 41. Mã số 42 mình có dòng nhái hơi, cái phần miệng nó là dòng bắp bơ như thế này. Có tua rua ba đuôi, ba tua rua như thế này, hai lưỡi. Màu sắc của nó là như thế này. Phần miệng này. Con này nặng 17g, giá 140.000, mã số là 43. Mã số 44 thì mình có con này. Cũng là dòng bắp bơ, hai tua rua, hai lưỡi. Phần miệng như thế này. Màu đen nha, màu đen tím. Con này thì nặng là 16g, giá 140.000, mã số 43. Mã số 44 thì mình có là một con nhái hơi của, đây. Con này là của VIP Flux. Nặng là 14g. Nó có hai cái tua rua ở đuôi như thế này, hai lưỡi nha. Màu của nó là màu trắng và với màu đen như thế này các bạn. Nặng 14g, giá 140.000, mã số 44. Mã số 45 thì mình có con này là hàng của Osset. Có phần miệng như thế này. Con này hai lưỡi, có tua rua như thế này các bạn. Nặng là 14g, giá 140.000, mã số 45. Tiếp theo mã số 46 thì mình có con này, hàng của Dep. Đây, hàng của Dep S. Phần tua rua ở đuôi nó dần lông như thế này các bạn. Phần miệng này, kiểu dáng nó là như thế này. Nặng là 13g, giá 140.000, mã số là 46.
Mã số 47 thì mình có con cá như thế này. Con này nặng 17 gram. Nặng 17 gram có giá là 70.000, mã số 47. 48 thì mình có dòng này là một con minnow nhỏ. Con này thì nặng là 16 gram. Con này nhỏ nhưng mà khá là nặng rồi. Đây, con này khá là nặng nha. Nặng 16 gram, có giá là 80.000, mã số là 48. Con này thì ngắn nha. Con này thì nặng nhưng mà khá là ngắn. Con này dài 9 cm rưỡi. 9 cm rưỡi, giá 80.000, mã số 48. Mã số 49 thì mình có con cá như thế này. Con này thì cũng ngắn nha, dài tầm khoảng 8 cm, nặng 14 gram, giá là 80.000, mã số 49. Mã số 50. Mã số 50 thì mình có con cá như thế này. Con này thì nó có cái phần thìa rất là lạ như thế này các bạn. Phần thân thì màu sắc rất là sáng đẹp này. Con này nặng 13 gram, giá 80.000, mã số là 50. Con này thì cũng ngắn, dài tầm khoảng 9 cm. Mã số 51. Mình có con này, dòng VB Racing Yaga SB55. Con này nặng 5 gram, giá là 60. Giá là 60.000. Mã số là 51. Tiếp theo mã số 52 thì mình có con này. Không có thìa. Con này nặng là 13 gram, ngắn dài tầm khoảng 8 cm. Con này dài 8 cm nha các bạn. Dài 7 cm rưỡi. Nặng 13 gram, giá là 80.000, mã số 52. Ở trong đó là dạng kìm miếng lớn. Tiếp theo mã số 53, mình có con minnow, con này nặng là 30 gram. Màu sắc này trên lưng màu xanh, thân ngũ sắc. Bên trong là dạng chì miếng. Nặng 30 gram, giá 140.000, mã số 53. Dòng để lua chiểm, lua lắc, lua chiểm, lua gần. Tiếp theo mã số 54, mình có con này. Con này là dòng ba lưỡi, bên trong có chì tống. Cũng là dòng minnow, thìa tròn như thế này, màu sắc này. Con này màu cam, khối màu đỏ. Nặng 25 gram, giá 170.000, mã số là 54. Con này là dài 15 cm nha. Tiếp theo là mã số 55 thì mình có con này. Bộ màu hồng, lưng màu xanh. Bên trong có chì tống, có thìa như thế này. Màu sắc thì con này còn rất là đẹp nha. Nặng là 17 gram, có giá 150.000, mã số là 55. Mã số 56 mình có con này. Dòng này lua chẽm rất là nhạy. Bên trong có chì tống, phần miệng nó là như thế này. Nặng là 30 gram nha. Con này nặng 30 gram, giá 140.000, mã số 56. Mã số 57 thì mình có con này, thìa như thế này. Màu sắc này. Con này nặng là 23 gram, giá 160.000, bên trong có chì tống. 160.000, mã số 57. Tiếp theo mã số 58, mình có con tương tự, đầu đỏ, thân màu ánh bạc. Bên trong có chì tống này, nhưng bây giờ đó. Nặng là 23 gram, giá 160.000, mã số 58. Mã số 59 thì mình có con này. Nặng 30 gram, giá 140.000, mã số là 59. Đó là dạng chì tống, chì miếng. 140.000, mã số là 59. Mã số 60 thì mình có con này. Có thìa như thế này. Bên trong có chì tống. Ba lưỡi, giá là nặng là 25 gram, giá 170.000, mã số là 60. Mã số 61 thì mình có một con tôm nhỏ như thế này. Con này nặng 4 gram. Phần thân của nó là chị sẽ dạo qua một buổi tối nha. Nặng 4 gram, giá 100.000, mã số 61, hàng của Duo Gia Băng. Mã số 62 thì mình có một con tôm 2.0, hàng của Yaga. Nặng là 8 gram, giá là 70.000, mã số là 62. Mã số 63 mình có con này là hàng của Yamashita. Con này thì bên trong có viên bi chì. Phần đầu của nó ngược như thế này. Con này thì ngoại hình nó tróc sơn rất là nhiều như thế này nha. Nó bị tróc cái vải các bạn đây. Cái vải này thì dán rất là chắc nhưng mà vải này nó bị lỗ này, bị lủng lỗ này. Đó. Nó chỉ bị cái vải bên ngoài, bên trong thì nó sẽ có một cái lớp như thế này. Cái lớp bọc vải bên ngoài nó bị rách thôi, không ảnh hưởng gì tới con tôm nha. Nặng là 15 gram, giá là 70.000, mã số 63, hàng của Yamashita, có chuông. Mã số 64 mình có con này.
Con này thì nó chỉ có màu sơn thôi, nó không có bọc vải nha. Màu sơn như thế này. Nặng là size của nó là size 3.0. Nặng 14 gram, giá là 60.000 mã số 65, số 4. Tiếp theo mã số 65, size 2.5, hàng của Yamashita, tôm nhỏ như thế này. Con này thì nặng 11 gram, giá 110.000 mã số 65. Mã số 66 thì mình có con này, size của nó là size 3.0. Nặng là 14 gram, giá 100, giá là 70.000, mã số 66. Nặng 14 gram, giá 70.000, mã số 66. Tiếp theo mã số 67, mình có con này là hàng của Đồ Gia Băng. Đây, hàng của Đồ Gia Băng. Màu sắc của nó là như thế này. Phần lửa này. Con này nặng 16 gram, giá 130.000, mã số 67. Tiếp theo là mã số 68. 68 ở đây mình có là một con tôm của Đùa Gia Băng. Con này thì màu sắc khá là đẹp nha các bạn. Đây, màu sắc như này. Con này thì màu sắc rất là đẹp, lửa rất là sáng. Nặng là 10 gram, size 2.5. Hàng của Đùa Gia Băng, nặng 130, size 2.5, nặng 10 gram, giá là 130.000, mã số 68. Tiếp theo mã số 69 thì mình có con này, size của nó là size 3.0, nặng 12 gram, có giá là 80.000, mã số là 69. Mã số 69. Tiếp theo mã số 70, mình có con này. Con này size 3.0, nặng là 14 gram, có giá là 70.000, mã số là 70. Mã số 71 thì mình có con màu xanh như thế này. Con này size của nó là size 3.0, màu xanh như thế này. Nặng 14 gram, giá là 70.000, mã số là 71. Mã số 72 mình có con này size 4.0, nặng là 29 gram, màu sắc như thế này. Nặng 29 gram, có giá là 70.000, mã số là 72. Mã số 73 mình có con này. Con này hàng liên doanh, được sản xuất ở Trung Quốc. Size của nó là size 2.5, nặng 13 gram. Màu sắc thì rất là đẹp nha. Size 2.5, nặng 13 gram, giá 70.000, mã số 74. Mã số 75 thì mình có con này size 3.0, hàng của Yuyuri. Yuyuri Duo Gia Băng. Màu sắc như thế này. Có sọc xanh trên lưng. Nặng là 17 gram, giá 140.000, mã số là 75, size 3.0. Mã số 76 mình có con này của Duo Gia Băng, size của nó là size 2.5. Bên trong có tiếng chuông, màu sắc như thế này. Nặng 10 gram, giá 130.000, mã số 76. Mã số 77 mình có hàng của Bakerly nội địa Nhật. Size 3.0. Nặng là 16 gram, giá 110.000, mã số 77. 110.000, mã số 77. Tiếp theo mã số 78 mình có con này là của Emerald Daiwa. Size của nó là size 3.0, nặng 12 gram. Con này thì size 3.0 nhưng mà khá là nhẹ nha. Bên trong có tiếng chuông. Giá 130.000, mã số là 78. Mã số 79 mình có con này của Yuyuri Duo Gia Băng. Nặng là 19 gram, size của nó là size 3.5. 19 gram, size 3.5. Giá 150.000, mã số 79. Mã số 80. Bên trong có viên bi chì. Hàng của Duo Gia Băng. Nó bị tróc cái vây ở đây và nó bị lụng vải một số chỗ. Màu sắc của nó là như thế này. Con này nặng là 14 gram, giá 80.000, mã số là 80. Mã số 81 thì mình có con này hàng của Yamashita, phần lửa nó là như thế này. Màu hồng này. Size 3.5, nặng 20 gram, giá là 130.000, mã số 81. Mã số 82, hàng của Yuyuri Duo Gia Băng, màu sắc như thế này. Con này thì không có tiếng chuông. Nặng 19 gram. 19 gram, size 3.5, giá là 150.000, mã số là 82. Mã số 83 mình có con này của Emerald Daiwa. Trên thân của nó có hình con cá như thế này rồi. Con này màu sắc khá là lạ. Size của nó là size 3.5, nặng là 18 gram, giá 150.000, mã số 83. Mã số 84 mình có con này của Yuyuri Duo Gia Băng, size 3.5, lưng màu hồng, thân màu hơi cam cam nhạt.
Nặng là 19 gram. Dạ, nặng là 20 gram, giá 150.000, mã số là 84. Mã số 85 mình có con này của Yuri Duo da băng. Con này là vây, còn nó là dòng vây silicone với bụng này. Phần thì phần chì của nó là như thế này. Con này không có chì, nó là dạng như thế này. Con này size 3.5. Nặng là 17 gram. Giá là 150.000, mã số là 85. 86 thì mình có con này, hàng của Yamashita, size 3.0, nặng là 16 gram, giá 150.000. Đây, dính bụi. Giá là 150.000, mã số là 86. Mã số 87, Yuri Duo da băng, size 3.5, nặng là 20 gram, giá 130.000. Có một vết rách nhẹ ở đây. Đó, rất là nhỏ nha. 130.000, mã số là 87. 88, Yuri Duo da băng, màu sắc như thế này, size 3.5, nặng 21 gram, giá 150.000. 21 gram, giá 150.000, mã số 88. Mã số 89, hàng của Temco, Temco nội địa Nhật. Size của nó là size 3.0, nặng 16 gram. Đây, có một con này thì có một vết rách nhẹ chỗ này. Đó. 16 gram, giá 130.000, mã số 89. Con này thì rất là nhỏ nha các bạn, rất vải, rất là nhỏ thôi. Mã số 90, con này là của Evergreen, size 3.5, có một vết rách nhẹ ở đây, nặng 19 gram, giá 130.000, mã số 90. Mã số 91, hàng của Yamashita, size 3.0, Yamashita size 3.0, màu sắc là xanh như thế này, nặng là 16 gram, giá 120.000, mã số 91. Mã số 92, size 3.0, màu sắc là màu nâu nâu như thế này các bạn. Con này nặng là 15 gram, giá 70.000, mã số là 92. Mã số 93, con này hàng của Yamashita, màu sắc như thế này, nặng là 20 gram, giá 150.000, mã số là 93. Mã 94, hàng của Yuri Duo da băng, màu cam như thế này, nặng 19 gram, giá 150.000, mã số 94. Mã số 95, mình có con này hàng của Yuri, hàng của Duo da băng, kiểu dáng là như thế này. Con này size 3.0, nặng 14,5 gram, giá 180.000, mã số là 95. Mã số 96, hàng của Duo da băng, màu sắc như thế này, size 3.0, nặng 15 gram, giá 180.000, mã số là 96. Con này thì dòng này thì cái phần đuôi của nó sẽ có, phần đuôi chỗ này nó sẽ có cái đèn dạ quang nha các bạn, có màu sắc dạ quang ở phần đuôi, kiểu dáng nha. Mã 96 giá 180.000. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả là 96 mã một. Các bạn lấy mã nào comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số điện thoại 0971 387577. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.